Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một trong những siêu phẩm đình đám ông hoàng danh số chiến thần hủy diệt bảng xếp hạng, kẻ đạp vỡ những phân khúc B và phân khúc C. Chắc hẳn các bạn đã nhìn biết rồi đó, chính là chiếc New Mazda CX-5 2023 hoàn toàn mới, vừa được ra mắt cách đây khoảng một hôm thôi. Phiên bản Mazda CX-5 thì phải nói là quá là đẹp rồi, từ những cái mẫu thế hệ lần trước. Thì ở phiên bản hiện tại, Thaco đã mang tới cho cái chiếc Mazda CX-5 này một trong những cái phiên bản phải gọi là quá xuất sắc, hệ thống quá là chỉn chu và đầy đủ option. Và các bạn có biết gì không, mức giá cực kỳ cạnh tranh, thậm chí còn thấp hơn cả phiên bản cũ luôn các bạn ạ. Đây, đây chính là bản CX-5 2023 nhé mọi người nhé. Cặp đèn móc câu BMW hoàn toàn mới này, lưới tản nhiệt hoàn toàn mới luôn đó. Dạ vâng, đây hãy cùng tôi dạo qua một vòng nhé. Mâm cũng được trang bị 19 inch la răng mới nhé, la răng phay giống trên Lexus RX 350 nhé mọi người nhé. Form xe hoàn toàn cứng cáp và khỏe luôn. Ở phiên bản mới này thì được nâng cấp bên hệ thống bên ngoài và bên trong rất là nhiều tiện ích, và form xe thì cực kỳ là khỏe luôn. Và hiện tại Thaco đang phân phối là 3 phiên bản. Bản Deluxe là 749 triệu đó, bản Luxury là 789 và bản Premium là 829 triệu và được nâng cấp vô vàn các option, từ cảnh báo điểm mù, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo phanh thông minh. Đấy, dùng cùng với đó là các bạn có biết gì không? Ở phiên bản mới này thì chúng ta đã được trang bị hệ thống là sưởi vô lăng, sấy kính, sấy ghế trước và sau, và còn có cả làm mát ghế luôn. Thậm chí là còn ưu ái cho chiếc Mazda CX-5 này cả cam 360 luôn nhé mọi người nhé. Đấy, xe bây giờ được trang bị luôn cả hệ thống radar Adaptive Cruise Control, có tích hợp Stop and Go luôn mọi người ạ. Và có tính năng tự động phanh đằng trước và có luôn cả tính năng tự động phanh đằng sau. Đây, tôi cùng các bạn đi qua một vòng đằng sau nhé. Cái bản hiện tại này thì là đang là phiên bản Deluxe. Xe bây giờ cũng được trang bị đá cốp nhé mọi người nhé. Đây. Đấy, ở bản Deluxe này thì sẽ không được trang bị đá cốp, nhưng mà từ bản Luxury trở lên là sẽ được hệ thống Thaco trang bị đá cốp. Cốp cực kỳ rộng luôn. Tôi đi qua một vòng này cho mọi người cùng ngắm lại bạn đấy nhé. Đấy, hệ thống đèn mới nhé, tôi bật lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Quá đẹp luôn. Ui, cặp mắt móc câu của BMW phải nói là quá mê man luôn mọi người ạ. Đấy, thì để biết thêm chi tiết của từng phiên bản Deluxe, Luxury và Premium cùng với cả cái gói phụ kiện được tặng thêm như thế nào thì hãy liên hệ với chúng tôi ở số hotline bên dưới nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.